Em chào Ngân Ngân nha, chào tất cả tình yêu nha. Chào tất cả tình yêu nha, ai đang xem live của em thì chia sẻ live stream giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em 5 trang hội nhóm, một lần trang cá nhân. Và ngày hôm nay thì em sẽ xả tất cả những cái mẫu quần bò xuất nhá. Sale giá cực kỳ rẻ luôn ạ. Em chào Mimi nha. Chào mọi người, ai đang xem live chấm 1 chấm để em chào tình yêu nhá. Ai đang xem live chấm 1 chấm để em chào đi ạ. Chia sẻ live stream cho em 5 trang hội nhóm nha. Em chào Bảo Chi nhá, chào mọi người nha. Rồi tình yêu ơi, bộ em đang mặc là rời nhá. Bộ em đang mặc là set rời ạ. Áo có 4 màu, màu trắng, màu vàng, màu đen và màu be. Còn quần thì có 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen tình yêu nhá. Em chào Đỗ Ánh Tuyên ạ. Ok Diệu Như ạ, em chào Nhung Phạm nha. Chào Nhung Phạm. Chào chị Nhung Phạm nha. Em chào Hà Còi ạ. Bộ em đang mặc thì là áo với giá là 110.000, còn quần với giá là 140.000 nhá tình yêu ơi. Quần em đang mặc thì có tất cả là 3 màu. Các chỉ bán các rất nhiều là chia sẻ live stream với em nhá yêu nha. Chia sẻ live stream với em. Thật sự là quá là xinh luôn. Vâng ạ, jean treo lát sẽ mở bán cực kỳ rẻ luôn. Ta chào mày nha Nhung nha. Em chào Ruby Trần nhá. Chào Bảo Chi, chào Thu Huyền. Các tình yêu ơi, chia sẻ live stream cho em nào. Quần em đang mặc có mã đặt hàng là có đã, đây là ca mã đặt hàng là ca nha, quần ca. Quần ca giúp em. Ca quần ca đi. Quần ca nha. Ca 1 đi. Quần ca qua ca 1 được. Ca 1 đi. Quần ca 1 nha. Quần qua 1 ạ. Ca 1 giúp em, quần mã đặt hàng là ca 1. Em chào mọi người. Chào các chị nhá. Các chị vào like chia sẻ live stream giúp em đi ạ. Em cảm ơn chị Liên Còi rất là nhiều này. Cảm ơn chị Liên Còi rất là nhiều nhá. Ok chị Nhung. Ok luôn. Chào Quang Yến nha. Mọi người ơi, quần của em đang mặc là mã đặt hàng là K nha. K. Mã đặt hàng là K có 3 màu. Màu trắng, màu đen và màu đỏ. Có giá là 139.000 một em ạ. 139.000 cho các tình yêu chia sẻ live stream. Và mẫu áo của em đang mặc đây. Mẫu áo của em đang mặc đây là mẫu áo. Mẫu áo em đang mặc là mẫu áo B5 nhá. B5 có tất cả là 4 màu ạ. B5 có tất cả là 4 màu ạ. Đây ra hộ đi. 4 màu nha. Ai lấy mẫu quần này không mình sẽ làm một quần ca chia sẻ live stream cho em. Cầm ra ngoài luôn. Bộ em đang mặc đây là áo với giá là kìa chồng ơi, xem Hạnh Cô Ca kìa, lại vào comment quà kìa. Chồng kìa, Hạnh Cô Ca lại vào comment quà kìa. Gửi rồi. Chị Hạnh ơi, quà gửi đồ hàng đi rồi mà chị. Quà gửi rồi. Em mà bao nhiêu lần bảo gửi vào rồi vẫn còn lên hỏi quà. Các anh yêu ơi, chia sẻ livestream cho em nha. Quần em đang mặc là quần ca, quần ca mới mã đặt hàng là mới với giá là mã ca giá là 140.000 và áo em đang mặc là mã B5. B5 có giá là 110.000 thôi ạ. 110.000 B5 nha. Và túi em đang đeo có giá là mẫu xả 190 ạ. Ok, bắt đầu đặt cho em mã quần này. Mã quần là ca. Mã quần ca có 3 màu ạ. Màu đỏ, màu trắng và màu đen với giá là 140.000. Và áo là mẫu mã B5. B5 có tất cả là 4 màu ạ. Màu đen, màu be, màu vàng và màu trắng. Tất cả các đơn hàng nhà em chỉ cần chia sẻ live stream là bên em sẽ lên đơn tự động cho các tình yêu. Nhà em có rất là nhiều mã boy, quần boy tí thì sẽ lên nhá. Tí nhà em sẽ lên mã quần boy tình yêu nha. Em cho tạm mấy mẫu đây. Nào đặt hàng giúp em là mã ca, quần ca cộng màu dưới thoại để bên em lên đơn hàng ạ. Túi em là túi Chanel da rắn xả 190. Chị Thùy Dương ơi đừng spam comment, em trả lời chị mấy lần rồi nhá. Các anh yêu ơi chia sẻ livestream giúp em và đặt hàng giúp em mẫu áo này là mẫu áo B5 ạ. B5 nha. Quần của em nó, quần của em đủ size 3 size SML ạ. Quần của em đủ 3 size SML tình yêu nha, bao đẹp luôn. Quần của em đang mặc đủ 3 size SML xả 140.000 một em quần này nhá. Ok, bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. B5 nha. B5 và áo có crop top tình yêu ơi. Áo dáng có crop top nha. Áo B5 giúp em có tất cả là 4 màu ạ. Màu đen, màu be, màu vàng và màu trắng nhá. Màu đen, be, vàng, trắng tình yêu nhá.
đấy, và quần là có mã K, quần là K, không cần duyên là quần K, quần K mã đặt hàng là K nha. K giúp em ạ, K trắng, K đen và K đỏ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn hàng rồi ạ. Chỉ cần chia sẻ like thôi, quần K với giá là 140.000 ạ. Và tí thì nhà em sẽ xả toàn bộ mẫu quần bò xuất nhà em ngày hôm nay nhá. Bên em đang lên đơn rồi ạ, quần K cộng màu cộng size của số điện thoại 3 size SML. Bà hỏi mua đồ chứ không bà không đòi quà. Ok nha. Các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em ạ. Quần của em đang mặc đây là có giá là 140.000. 40.000 quần mã đặt hàng là quần mã là đặt hàng là K nhá. Cái ống của nó siêu đẹp luôn các tình yêu, ống siêu đẹp này đấy. Siêu đẹp luôn, chia sẻ livestream cho em. K cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Và áo của em đang mặc đây là áo B5. B5 có tất cả là 4 màu, màu vàng, màu be, màu trắng và màu đen. Và bên em đang lên đơn hàng tự động cho các tình yêu rồi. Quần K cộng màu của số điện thoại giúp em rất là siêu xinh luôn. 3 size SML. 60 cân đổ lại mặc đẹp nhá. 60 cân đổ lại mặc đẹp ạ. Quần K cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng 3 size SML. Ống quần cực kỳ đẹp luôn. Ống quần cực kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ chất. Áo thì áo là áo crop top theo nhá. 110.000 mã B5 theo nhá tình yêu nhá. Đây là B5 theo ạ. Theo các tình yêu nhá, siêu xinh luôn. Đặt hàng giúp em nha, quần K. Quần K có 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Chỉ cần chia sẻ like thôi. Các anh yêu nhanh tay đặt hàng giúp em quần K cộng màu cộng size của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Quần K có 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen, có 3 size SML. Vâng ạ, ok tí em sẽ lên quần bò gọi một chút thôi ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em là quần K nha. Em sẽ qua một màu cái áo nhá, màu áo nha. Em sẽ lên màu áo màu be nha. Áo em đang mặc là 110.000 B5 ạ. B5 giúp em tình yêu ơi, B5 giúp em nha. B5 giúp em có tình yêu nha. Siêu xinh luôn. Em lên B5 màu be nhá. 55 cân mặc vừa tình yêu ơi. Các tình yêu không biết mình mặc size gì có thể để lại cho em chiều cao cân nặng. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động rồi. Mọi người không cần phải spam comment nha. Áo em đang mặc là áo B5 ạ. B5 nha các tình yêu nhá. B5 có tất cả là 4 màu. Màu trắng, màu be, màu đen và màu vàng. Siêu xinh luôn, 110.000. Và quần em đang mặc đây là quần quần K. Quần K có giá là 140.000, siêu đẹp ạ. Quần bò kim sa đằng sau bao nhiêu? Quần bò kim sa nào chị nhỉ? Quần bò kim sa nào tìm yêu ơi. Quần em đang mặc là quần K thì yêu nha. Quần K có tất cả là 3 màu. Màu trắng, màu đen và màu đỏ, 3 size SML. Các tình yêu nha, bao đẹp luôn. Ống rất là đẹp luôn này. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em là quần K nha. Chia sẻ livestream giúp em để được mua với giá xả ưu đãi này nhá. Siêu xinh luôn ạ. Quần K 140.000. Và áo em đang mặc là áo B5. B5 có màu nâu này, màu trắng, màu vàng và màu đen. Màu nào cũng đẹp luôn. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng giúp em là B5. B5 là 109.000 ạ. Giày em đang đi là 130 tình yêu nhá. Giày thể thao 130. Không mừng giúp em là giày thể thao 130 nha. Quần là chất đẹp lắm các tình yêu ạ, chất đẹp lắm, chất kiểu gió kiểu gì ấy, gió em chả biết là cái chất gì nhưng rất là dày dặn và đẹp. Rất là đẹp luôn. Quần em đang mặc là quần K. Quần K có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Em sẽ lên thử màu trắng tình yêu nhá. Em sẽ lên thử quần màu trắng ạ. À thôi em lên thử quần màu đen. Em lên thử quần màu trắng nha. Nào các tình yêu đặt hàng giúp em là áo B5 và quần K. Titi comment một lần là có đơn hàng, tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động rồi đấy ạ. À. Quần xanh nhạt kia nhà em xả 330 nha, 230 nha. 230 nha. Quay quần K giúp em này lên màu trắng này. Tất cả các đơn hàng bên em lên đang lên rồi ạ. Quần bò xanh nhạt đằng sau là xả 230 nha các chị nhá. Quần đấy là hàng xịn, hàng đẹp đấy ạ. Quần K bên em đang lên đơn hàng cho các tình yêu rồi. Siêu đẹp luôn. Chia sẻ livestream và đặt hàng giúp em ạ. Quần K cộng màu cộng áo này là B5 mà áo bắt đặt hàng là B5 nhá. Quần là quần K có 3 màu. Màu đỏ, màu trắng và màu đen ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Quần K cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Tí sẽ lên đen thì thủy vũ nhá, cứ từ từ ạ.
Hát tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em mạnh tay nha. Quần em đang mặc là quần ca. Quần đỏ đây 640.000 ạ, 140.000 quần ca này nhá, mã đặt hàng là quần ca. Em cảm ơn chị Chi Phương nha. Quần boy mặc quá trời đã luôn. Chị mặc như không mặc, đẹp quá luôn. Em mua tiêm nữa, cảm ơn chị Chi Phương ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều nha, cảm ơn các tình yêu của nhà em. Quần em đang mặc là quần mã đặt hàng là K. Quần K này giảm giá là 140.000, 3 size SML ạ. Các tình yêu không biết mình mặc size gì, có thể để lại cho em chiều cao cân nặng để bên em tư vấn xem các tình yêu có thể mặc mặc size gì là vừa nhá. Quần này mã đặt hàng là quần K. Chia sẻ livestream phải được mua với giá là 140.000. Còn áo này của em đang mặc đây là mã đặt hàng là B5 ạ. B5 có 4 màu, màu B, màu đen, màu vàng, màu trắng, màu nào cũng đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng tất cả các đơn hàng nhà em đang lên tên được không nhá. Tiền không có, đang khách hàng buồn cười quá. Cảm ơn mọi người nha. Quần ca nào các anh yêu đặt hàng riêng là quần ca này. Quần ca của em có màu trắng này, màu đen và màmàu đỏ, màu nào cũng đẹp luôn. Giảm giá là 140.000. Cái ống quần của nó siêu xinh luôn các tình yêu ạ. Đấy là ống quần nhá, siêu xinh luôn. Siêu xinh luôn các tình yêu nhá. Đó. Siêu xinh luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi ạ. Quần ca cộng số điện thoại cộng màu giúp em. Quần này là mã đặt hàng là 8388 nha. Mã đặt hàng là 388 thì nhớ nhà H388 ạ. Mã đặt hàng là H388. Tí em sẽ lên nó thì yêu mẫu này cực kỳ chất này. Quần ca cộng màu cộng size cộng số điện thoại để bên em lên hàng. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi, chỉ cần các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Và mẫu áo của em đang mặc đây là mẫu áo B5 nhá thì yêu nhá. Mẫu áo của em đang mặc đây là mẫu áo B5 có tất cả là 4 màu. Màu B, màu đen, màu vàng và màu trắng, màu nào cũng đẹp. Mọi người chỉ cần chốt cho em là quần ca cộng màu cộng số điện thoại. Quần em đang cầm đây là quần ca có 3 màu trắng, đen, đỏ, ca nhá. Siêu xinh luôn. Siêu xinh luôn tình yêu ơi. Áo em đang mặc áo B5 tình yêu ơi. Em cảm ơn Lạc Hoàng Hiền ạ. Khổ thật không kiềm lòng trước đồ của nhà chị luôn ý. Cảm ơn chị nha. Mọi người ơi chia sẻ livestream giúp em và nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Quần ca cộng màu cộng số điện thoại cộng size giúp em. Mà các tình yêu không biết mình mặc size gì có để lại cho em là quần ca cộng chiều cao cân nặng cộng màu cộng số điện thoại nha. Và áo em đang mặc đây là mẫu áo B5. B5 của nhà em thì có be trắng, vàng, đen, màu nào cũng đẹp luôn ạ. 110.000 nhá. Siêu đẹp luôn, cỡ tốt tốt, dáng cực kỳ xinh luôn. Chất thì chất bô zip và hàng theo chuẩn ạ. 110.000 một em áo này nhá, siêu đẹp luôn ạ. Và quần của em đang mặc là mã đặt hàng là quần ca. Quần ca thì có 3 màu, quần ca trắng, ca đen và ca đỏ. Có 3 size SML các tình yêu nhá. Quần em đang mặc 140.000, 139.000 cho chế nào chia sẻ livestream ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em. Áo là chất bô zip bao đẹp luôn. Hàng theo chuẩn loại 1 có tất cả là 4 màu. Màu trắng, màu vàng, màu đen và màu be. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các chế rồi. Các chế nhanh tay đặt hàng và nhanh tay comment nha. Comment cho em là quần ca cộng màu số điện thoại cộng size. Và áo B5 ạ, B5 em đang mặc đây nhá. Em sẽ qua B5 màu đen. Em sẽ qua B5 màu đen. Em lên B5 màu đen tình yêu nha. Quần áo B5 này có giá là 60cân, 1m64 mặc vừa tình yêu ơi. Áo B5 này có giá là 110.000 nhá. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn, em lên B5 màu đen này. B5 của em có màu be này, màu trắng, màu vàng, màu đen. Và quần em đang mặc là quần mã đặt hàng là quần ca. Quần ca là quần ca có giá là 140.000, 3 màu, trắng, đen, đỏ, màu nào cũng đẹp. Các tình yêu mua ngay nha, kẻo hết hàng ạ, số lượng có hạn thôi. Quần có đủ size tình yêu ơi, 3 size SML. Và áo em đang mặc đây, trời ơi, cái set này siêu xinh cho chồng chuẩn này nha. Quên mất đấy, nãy giờ chú không chú. Xong. Quần ca và áo B5 nha. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn rồi ạ. Quần ca nha, ôi đẹp quá. Nhìn đẹp lãng mạn cái bộ này các tình yêu ạ. Đây nha, chất bô zip cực kỳ đẹp các tình yêu nha. Chất bô zip cực kỳ đẹp và hàng theo chuẩn đấy ạ. Siêu đẹp luôn. Áo B5 và quần ca nha. Quần em là cái kiểu chất đơn, chất gió co giãn hay là kiểu gió kiểu gì nhỉ? Em không biết tả cái chất kiểu là chất gọi là chất gì nữa. Nhưng mà chất siêu đẹp. Em thề với các tình yêu là nhận được cái quần này bao đẹp các tình yêu luôn. Chất thì chất co giãn. Và chất này là chất kiểu chất gió, kiểu gió
gió co giãn, nhưng gió này em không biết là nói gói là cái chất kiểu rõ gió đũi hay gió gì nữa. Nó siêu đẹp luôn, không nhăn nhá. Gió đũi siêu đẹp luôn. Kiểu chất nó rất là mềm mại và co giãn dày dặn đấy ạ. Áo là 109.000 và quần là 139.000. Áo là áo B5. B5 có tất cả là 4 màu: màu đen, màu trắng, màu vàng và màu be. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang. Các tình yêu có thể mặc quần áo này với cả quần bò hay là cái gì cũng rất là đẹp. Và quần ca của em đang mặc đây có 3 màu: màu trắng, màu đen và màu đỏ. Có 3 size nha các tình yêu nha. Có đủ size, quần đủ size, co giãn nhiều nha. Áo co giãn rất là nhiều, 60 cân vẫn có thể bon chen vừa áo B5 của em đang mặc nhắc nhiều nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em là áo B5. B5 của em có đen này, be, vàng, trắng, màu nào cũng đẹp. Và quần của em đang mặc là quần ca. Quần ca có quần ca trắng, ca đen, ca đỏ nhá, màu nào cũng đẹp luôn. Trời ơi, 3 size SML, 60 cân bao mặc đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động khi các tình yêu để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại. Như chị Tu Thương này kèm số điện thoại chữ nghe cho em này. Chị Vui Trần cũng vậy nha, kèm ngay số điện thoại giúp em tình yêu nhá. Trên cùng một dòng ạ, chốt cho em trên cùng một dòng. Để cần ca cộng áo gì thì các tình yêu có thể chốt cho em trên cùng một dòng cộng luôn cả số điện thoại nhá. Không thì sẽ thiếu mất cái số điện thoại bên em không chốt được ạ. Áo B5 của em có màu đen này, màu trắng, màu be và màu vàng. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Xong em sẽ lên chuẩn bị lên quần bò đấy các tình yêu nhá. Anh tên là giúp em là áo B5. B5 là chất bô zip hàng theo chuẩn này. Siêu đẹp luôn, 110.000. Và quần em đang mặc là 139.000. Trời ơi, đẹp dã man. Cái set này quá là lung linh luôn. Trời ạ, các tình yêu ạ, nhanh tay đặt hàng giúp em. Quần ca nha, siêu xinh luôn này. Chất bao đẹp rất nhiều luôn. Em nói là không đẹp, không lấy tiền, bởi vì nó quá là đẹp các tình yêu nhá. Quần ca giúp em có 3 màu: màu trắng, màu đen, màu đỏ. Màu nào cũng sang, màu nào cũng đẹp. Cái ống quần của nó rất là phá cách luôn đấy ạ. Siêu đẹp luôn. Xả với giá là 139.000 quần ạ. Và áo là B5, mã đặt hàng là B5. B5 có màu đen này, màu sữa, màu vàng và màu trắng, màu nào cũng đẹp. Với giá là 109.000. Cho tình yêu nào chia sẻ live stream. Áo là 109 và quần là 139 ạ. Hai mẫu quần cực kỳ đẹp luôn các tình yêu nhá. Áo này là hàng theo chuẩn luôn, áo B5 ạ. Quần ca giúp em chia sẻ live stream để được mua áo giá ưu đãi này nha các chị em ơi. Chia sẻ live stream để được mua áo giá ưu đãi này nha. Áo B5 này, đen vàng be trắng, trời ơi màu nào cũng đẹp các tình yêu ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em chuẩn bị qua màu này. Quần ca nha, quần ca có 3 màu: trắng, đen, đỏ, màu nào cũng đẹp. Em sẽ lên thử màu này. Em lên thử quần ca đen nha. Trời ơi siêu xinh luôn. Siêu xinh luôn. Em lên quần ca đen này. Ca đen, ca trắng, ca đỏ, màu nào cũng đẹp. Các tình ơi, đặt hàng nhanh giúp em nha. Quần ca cộng màu, số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Em lên màu áo màu vàng nhá. Lên áo B5 màu vàng này. Quần ca và áo B5. Áo thì chất co giãn 60 cân đều mặc vừa, bao tận 65 cân luôn. Quần ca thì có 3 màu. Quần ca có màu trắng, màu đen và màu đỏ. Và áo thì có 4 màu: màu be, màu trắng và màu đen. Em lên áo màu vàng tình yêu nha. Quần áo B5 màu vàng, màu trắng và màu đen, màu 110.000 ạ. Còn quần là quần ca, mã đặt hàng là quần ca. Quần ca có 3 màu: đen, trắng, đỏ, màu nào cũng đẹp. Em mặc quần size M tình yêu ơi. Áo là xả 110, còn quần là xả 139 nhá. Quần là xả 139 tình yêu ơi, có màu đỏ, màu trắng, màu đen. Màu nào cũng đẹp luôn ạ. Áo B5 cộng màu, số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động nhá. Các chị em ơi, chỉ cần chia sẻ live stream cho em thôi. Và nhanh tay là hàng giúp em áo B5 này. B5 trắng, vàng, nâu, đen. Màu nào cũng đẹp luôn tình yêu nhá. Trời ơi đẹp dã man luôn các tình yêu ạ. Chia sẻ live stream cho em nào. Quần của em đang mặc có 3 màu: đen, trắng, đỏ. Quần này quần ca, quần mã đặt hàng là ca, xả 139.000. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp, siêu xinh luôn. 60 cân đấy cũng mặc vừa đấy ạ. Và áo em đang mặc là áo B5 nhá. Thằng ơi chụp ảnh màn hình nào. Siêu đẹp luôn các tình yêu ơi.
Quần ca nha, mét 6, mét 5 mặc được quần chị ơi. Mét 5 mặc đẹp quần luôn. Áo là 110 và quần là 139 ạ. Quần này là quần ca. Quần ca trắng đen đỏ nhá. Và áo B5 của em thì có 3 màu, 4 màu. Màu be này, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu nào cũng đẹp luôn. Quần chất đúng rồi ạ, chất là chất gió đũi ạ, siêu đẹp luôn. Dày dặn đẹp nhá. Bao đẹp cho các bạn nhiều luôn. Nhận được hàng thì cảm ơn em ngay bởi vì quá là đẹp. Các nhiều nhá. Quần này là quần ca siêu đẹp, các bạn nhiều nhá, chất siêu đẹp ạ. Chất thì chất có co giãn ạ, co giãn nhiều nhá và rất là thích luôn. Bo gấu cực kỳ sang. Và mẫu áo em đang mặc đây là áo B5. B5 có tất cả là 4 màu. Màu be, màu trắng, màu đen và màu vàng. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng siêu đẹp. Chất quần là chất chất gió đũi tình yêu nhá. Em lên nè. Quần của em là quần ca nha. Qua đen này, ca trắng, ca đỏ. Tất cả các đơn hàng nhà em là tự động lên đơn. Các chị không cần phải em ok cho ai cả. Bởi vì là mọi người đều có đơn tự động tình yêu nhá. Và áo em đang mặc đây là áo B5 ạ. Áo B5 là 109.000 tình yêu ơi. Áo B5 là 109.000 mẫu áo này nha. Dáng crop top siêu xinh luôn. Dáng crop top siêu xinh luôn ạ. Rất là ôm người đấy ạ. Quần ca của em thì có 3 màu đen vàng, à đen đỏ trắng. Chị ở Pô Dinh ơi, chị đã từng em xem like em bộ, like bộ xuông rồi đấy ạ. Chị xem lại cái like cũ của em là cả một like đấy em like bộ xuông rồi đấy ạ. Thì cần gì phải like lại ở like này nữa, em cũng không còn nhiều hàng nữa. Đặt thì đặt ngay chứ còn bây giờ mà bảo em like lại thì lấy đâu ra hàng mà trả khách đúng không ạ? Like lại lại nổ thì lấy đâu ra hàng trả khách tình yêu ơi. Nào, quần của em đang mặc là quần ca nha. Và áo em đang mặc là áo B5, quần ca xả giá 139.000, 139.000 bo ống cực kỳ đẹp luôn. Nhà em còn bộ len hổ tình yêu nhá. Siêu đẹp luôn. Bò theo hoa tí em xả 230 thì yêu người ạ. Chỉ 230.000 quần theo hoa em có đúng 10 chiếc thôi. Một quần ca đỏ, ok em đang lên đơn hàng rồi ạ. Quần ca của em có 3 màu, trắng, đen, đỏ, 3 size SML. Em sẽ lên cái màu áo này. Màu vàng, màu be, màu trắng, màu đen, màu nào đẹp thì yêu nhá. Nhanh tay là hàng dưới là quần ca này, chất là chất gió đũi siêu đẹp á. Gió đũi siêu đẹp, siêu co giãn ạ. Các thì yêu nhá, dày dặn nhá. Bao đẹp cho các thì yêu luôn. Bao đẹp luôn, là hàng chuẩn đẹp. Em lên màu be này, áo B5 màu be nha. Em cao mét 65 tình yêu, em cao mét 65 nhá. Quần ca giúp em ạ, quần ca này cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Hả? Phải sao đấy? Đây là áo vạn lụa. Không. Đây là áo gì đấy? Chả biết, sao? Gửi nhầm nó. Mà đặt áo này. Siêu đẹp anh yêu ơi, áo B5 và quần ca nha. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động ạ. Chỉ cần các chế chia sẻ livestream cho em thôi. Và áo em đang mặc đây là áo B5. Trời ơi, B5 màu be xinh quá trời luôn này các yêu này. Đấy, tình yêu thấy không ạ? B5 nha, màu be này. Màu trắng, màu đen và màu vàng. Be này, trắng, đen, vàng, màu nào đẹp. 109.000 một em B5 này. Và quần em đang mặc là quần quần ca nha. Quần ca có 3 màu, trắng, đỏ, đen, 3 size SML. Các tình yêu nhá, các tình yêu không biết mình mặc size gì có thể để cho em chiều cao cân nặng ạ. Siêu đẹp luôn tình yêu ơi. Nhanh lên là hàng giúp em nha. Áo của em đang mặc đây là áo B5 ạ. B5 có 4 màu. Màu be, màu trắng, màu đen và màu vàng. Màu nào cũng siêu đẹp luôn. Và quần em đang mặc là quần ca. Quần ca có 3 màu. Màu trắng, màu đen và màu đỏ. Màu nào cũng đẹp. Chỉ cần các tình yêu chia sẻ live stream cho em thôi. Và nhanh tay đặt hàng giúp em là quần ca cộng màu cộng size của số điện thoại. Là bên em sẽ lên đơn hàng tự động. Và áo em đang mặc là áo B5 ạ. B5 nhá. Có quần jean lưng cao nha chị ơi. Áo em đang mặc áo B5 này. B5 có tất cả là 1 này, 2 này, 3, 4 màu ạ. Màu be này, màu trắng, màu đen và màu vàng. Và quần ca em đang mặc đây là quần ca có 3 màu. Màu trắng, màu đỏ, màu đen xả với giá là 139.000. Tất cả các đơn hàng em nên đơn tự động. Chỉ khi các tình yêu để lại số điện thoại và chia sẻ live stream nha. Các tình yêu nhớ comment đúng cú pháp cho em. Và quần ca em đang mặc là 139.000. Có màu trắng, màu đỏ và màu đen. Xả 139.000. 3 size SML. B5 có be, có trắng, có đen, có vàng.
B5 có trắng, có be, có vàng. Comment đúng cú pháp cho em B5 cộng màu cộng số điện thoại để bên em lên hàng. Với giá là 109.000 một em áo này nhá. 109.000 một em áo này nhá. Áo này là áo B5 tình yêu nhá. Siêu đẹp luôn. Và quần em đang bảo quần ca. Quần ca này, quần ca có ca trắng, ca đen, ca đỏ, màu nào đẹp. Chỉ còn các tình yêu chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em ạ. Quần ca cộng màu của số điện thoại để bên em lên hàng. 3 size SML. Và áo B5 của em đang mặc có dáng kiểu crop top, mặc quần bò rất là đẹp. Bây giờ em sẽ lên thử một chiếc quần bò luôn. Em sẽ qua mẫu quần bò luôn này. Các tình yêu nhanh tay chốt lốt cho em quần ca cộng size của số điện thoại để bên em lên hàng. Bởi vì số lượng không còn nhiều nha. Ok, B5 bên em đang lên đơn hàng rồi, em sẽ qua quần bò này. Em qua quần bò này nha. Em qua quần bò này, sale từ 650 này, còn 230.000. Cho chế nào nhanh tay chia sẻ livestream này. Nhanh tay nhá, chỉ còn size SM thôi, chỉ còn size SM này. Sale từ 650 còn 230 này. Quần bò thêu hoa nhá, chuẩn bị lên này. Trời ơi, nó sang, nó chất dã man tình yêu nhá. Và đây là kèm thắt lưng luôn. Kèm thắt lưng luôn tình yêu nhá. Sẽ lên quần này này, có 10 cái duy nhất thôi. Chỉ bán cho chị nào chia sẻ 5 trang hội nhóm 10 cái duy nhất. Mỹ ơi, bê hộ chị cái chồng này. Mỹ ơi, Mỹ, bê hộ chị cái chồng quần bò này ở ngoài kia vào đây. Đấy, đấy, chồng đấy này. Em lên quần bò này tình yêu ơi. Áo em đang mặc áo B5 nha. B5 có 4 màu, màu be, màu trắng, màu đen và màu vàng. Quần em đang mặc đây sẽ có 2 size S và size M. Trời ơi, chất dã man luôn. Này kèm thắt lưng luôn các tình yêu nhá. Kèm thắt lưng luôn này. Em chỉ có 10 cái duy nhất. Mã đặt hàng là quần gì đấy ạ? Quần thêu hoa giúp em. Quần thêu hoa xả 230.000, 2 size S và size M. Bắt đầu chốt này. Ok, bên em vẫn đang chốt đơn hàng cho các tình yêu rồi. Trời ơi, đẹp dã man tình yêu ơi. Nhanh tay chia sẻ livestream này. Em chỉ chốt nhanh cho 10 chị thôi. Quần thêu hoa có 2 size S và M. Xả từ 650 còn 230. Trời ơi, sao mà nó đẹp như này, chất như nước cất này các tình yêu ơi. Nhanh tay đặt hàng giúp em này, số lượng có hạn này. Xong em qua mẫu khác tình yêu nhá. Em bắt đầu xả em quần thêu hoa này đẹp nhỉ. Đúng rồi ạ. 2 size SM nha, sang lắm. Từ 650 xả còn 230. Cho tình yêu nào chia sẻ live stream này. Có 10 chiếc thôi. Kèm túi luôn. Các tình yêu nhá, kèm này, các tình yêu xem này. Quần bò trong cái túi nó xịn như này nhá. Xả từ 650 còn 230 này. Áo của em đang mặc đây là 110.000. Áo B5 nhá, có 4 màu. Màu trắng, màu đen, màu vàng và màu be. Màu nào cũng đẹp luôn. B5 cộng màu dưới thoại bên em lên đơn hàng. Và quần của em đang mặc đây là quần boy kèm thắt lưng luôn nhá. 230.000 này. Kèm thắt lưng này, thêu hoa này. Hàng 650 xả còn 230. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng nhá, số lượng có hạn thôi ạ. Chỉ ăn cho ai chia sẻ livestream nhá. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Đẹp hết quần này, đẹp hết 2 size SM nhá tình yêu nhá. Nào quần thêu hoa cho em có 10 cái duy nhất này. Có 10 cái duy nhất này trong túi bóng này tình yêu, thấy không ạ? Nhìn trong túi bóng đã thấy xịn chưa ạ? Siêu đẹp các tình yêu này. Đấy. Đẹp thật, quần này đẹp thật. Chị có nói là hàng của shop không? Thắt lưng này. Alo ạ? Đẹp dã man luôn, quần thêu hoa cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Áo của em thì 60 cân vẫn vừa. Xong em sẽ lên quần không thêu hoa chị nhá. 55 cân. Em nghĩ là có thể vẫn vừa. 55 cân nếu mà chị gọi người vẫn vừa. Các yêu chốt trên là quần thêu hoa cộng số điện thoại 2 size SM. 50 cân mặc size M giúp em chị Bích Quy nha. Siêu đẹp luôn. Sale từ 650 còn 230.000 quần này thôi. Quần đằng sau đi, ok. Lên quần đằng sau này nhá các tình yêu nhá. Theo có mong muốn của các tình yêu em sẽ lên quần đằng sau này. Phương ơi, chạy sang bên kia lấy cho chị đôi cao gót. À được, ở ngoài cửa cũng có màu đen này. Cái đôi cao gót mà đan này. Đan dây ấy, trước cửa cũng có này. Nào em sẽ lên mẫu này nha. Em sẽ lên cái mẫu này và các tình yêu đang hỏi này. H388 này. Bắt đầu chốt cho em H388 này. Xả từ 450 còn 230 này. Xả từ 450 còn 230 này. H388 đúng số của em này. 3 size SML 60 cân vẫn có thể mặc vừa. Em cảm ơn bà Thúy Linh nha. Dặn lòng không xem like nhà chị. Mà xem rồi thì lại phải mua. Đây là treo chị. Em lên quần H388 tình yêu nha. Thôi không cần, để giấy cho Phương ấy cho. Ngoài
Em lên H388 này, ok, bắt đầu chốt H388 này. 3 size SML, sale từ 450 còn 230. Em nói thật luôn, các tình yêu có thể tham khảo tất cả mọi nơi, sau đó hãy quay về đây mua cũng được, bởi vì em cũng không quan trọng, bởi vì đây là nhà em là hàng xả nhá. Siêu đẹp luôn, tham khảo giá thoải mái đi ạ. Quần hoa là mã quần thêu hoa chị ơi. Trời ơi, H388 cho em. Số lượng không có nhiều, chốt nhanh cho các chị nào nhanh tay này. Có 3 size SML. Xả quần bò nha. Áo em đang mặc áo B5 109.000. Quần em đang mặc là quần H388. Nhanh tay là hàng giúp em, H388 cộng size của số điện thoại. Để bên em lên đơn hàng với giá xả là 230.000 một em này. 230.000 một em H388 này nha, tình yêu nha. Đặt hàng nhanh tay giúp em này, số lượng thì không có nhiều, cho nên các chế mà đặt hàng nhanh tay đặt hàng giúp em. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Em ship đồng giá từ 30 cho 35.000 nhá. Quần này đẹp à? H388 giúp em, 3 size SML. Chị ơi, 32 mà size L giúp em nhá. Quần em đang mặc là H388, siêu đẹp luôn. Hàng chuẩn ở các shop bao giá là từ 450 trở lên luôn. Đảm bảo là bán toàn 450 trở lên. Và nhà em chỉ xả với giá là 230.000 một em. 3 size SML H388, nhanh tay đặt hàng giúp em. Ok, quần thêu hoa bên em đang lên đơn rồi. Tất cả các đơn hàng nhà em lên dáng boy nhé chị ơi. Dáng là dáng boy, tình yêu nhá, dáng boy đấy ạ. Chứ không phải là dáng ôm đâu. H388 comment đúng cú pháp, kèm size, kèm số điện thoại. Để bên em lên đơn hàng, ok, lên áo trắng khóa nha. Em lên áo trắng khóa này tình yêu ơi, chia sẻ live stream cho em nào. Chia sẻ live stream cho em nha. Quần em đang mặc là quần boy tình yêu ơi, quần boy đấy ạ, dáng boy đấy ạ. Quần boy em xả từ 450 còn 230 tình yêu nhá. Dáng bé ghi đấy chị ơi, dáng boy đấy, kiểu boy boy đấy tình yêu. Áo em vừa mặc là áo B5 ạ. Bây giờ em sẽ qua cái áo này. Áo này là áo 68 này. Em sẽ lên áo 68, ok, quần thêu hoa rồi. Các chị chỉ cần comment một lần là có đơn chị nhá. Em thấy các chị đấy ạ. Em thấy chị Nguyễn gái nha, em nhìn thấy chị Nguyễn gái nha. À ok chị, áo bò đâu nhỉ, áo khoác bò vừa xong bỏ ra lấy, bỏ treo đâu. Hả? Ngoài kia, không phải cái đấy. Đấy. Thế sao ở ra bỏ treo rồi, đi cất vào đấy. Nào, quần của em đang mặc là quần H388 này, siêu đẹp luôn. Và màu áo em đang mặc là áo 68 nhá. Ô, sao có áo không rồi? Áo này của em có trắng, be đen, trời ơi, màu nào đẹp, màu nào cũng sang. Ok, xong em sẽ lên quần bò Chanel. Còn ai chưa đặt thì em H388 nhanh tay hàng giúp em. H388 nha, siêu đẹp. Áo khoác bò đây ạ, khoác bò là 180.000 nha. Các tình yêu nhanh tay hàng giúp em quần H388 này, xả với giá là 230.000. Tất cả các đơn hàng nhà em sẽ lên đơn tự động ạ. Công bố làm nốt một tháng đi. Áo khoác bò là 180 nha tình yêu nha. 180.000 em áo khoác bò ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên tự động cho các tình yêu rồi. Khoác bò của em dưới 60 cân là bao mặc đẹp nhá. Và áo em đang mặc bên trong là áo 68 ạ. Ai lấy quần này không mừng em là H388 này, siêu đẹp luôn, 450 xả còn 230. 450 xả còn 230 nha. Em đang mặc quần bò size F tình yêu ơi. Áo khoác bò ai lấy không mừng em nha. Em cảm ơn Trần Võ Hồng Anh nha, em mới nhận được quần chị thích ghê, cảm ơn mọi người nha. Giờ em đang mặc không bán rồi, quần em đang mặc là quần H388 và áo em đang mặc áo 68 này. Áo 68 của em là với giá là 120.000, có tất cả là 3 màu, màu trắng, màu be và màu đen, màu nào đẹp luôn. Áo 68 giúp em, siêu đẹp, siêu sang nha. Các em có thể kéo khóa xuống này. Áo 68 ạ. 120.000 nha.
lên quần khác này. Nhanh tay đặt hàng giúp em là quần này, quần H388 nha. Bên em lên đơn hàng tự động. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các anh yêu, để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại rồi. Ok, chị nào lấy quần này không mừng giúp em là quần H388 cộng size cộng số điện thoại để bên em sẽ lên đơn hàng cho các chị nha. 3 size SML ạ, siêu đẹp luôn, chất co giãn, và đây là quần boy đấy ạ. Và áo 68 giúp em ạ. Áo 68 có màu trắng, màu be và màu đen, màu nào cũng đẹp luôn. Chị Bebe Trần hỏi gì vậy ạ? Bây giờ em mới nhìn thấy chị ạ. Nào không mừng giúp em là quần áo 68 và quần H388 ạ. Quần này là quần H388 nha. Chị nào lấy thì không mừng kèm số điện thoại thì em mới chốt được ạ. Quần nhà em xả từ 450 còn 230. Xả từ 450 còn 230.000 quần H388 này, siêu đẹp nha. H388 cộng số điện thoại để bên em chốt ạ. Ok, 68 áo này bên em đang lên đơn rồi ạ. Ok, em qua quần nha, em qua quần X này. Qua quần X nha, quần X cũng xả từ 450 còn 230 luôn. Ok, áo 68 bên em đang lên đơn cho các chị rồi. Có áo trễ vai không? Đợi em một chút để em xem kiểm tra lại xem nhà em còn áo trễ vai không nhá. Em lên đơn quần X kìa, em lên quần X tình yêu nha. Ra lấy cho chị voi chó xem còn cái nào. Không, xem ở đây này. Và xem ở đây này. Em lên quần X nha. H388 bên em đang lên đơn cho các chị rồi nhá. Ai lấy quần, đứa lấy quần đấy cho chị quần khác nào. Bên em đang lên đơn rồi ạ. Áo em đang mặc là áo này là áo 68 mã đặt hàng nhá. 68 120 tình yêu ơi. 68 nhà áo 68 120 tình yêu nhá. Áo em đang mặc là 68 120. Và quần em đang mặc là quần boy X ạ. Quần boy X nha, cũng xả từ 450 còn 230. Siêu đẹp luôn. Áo khoác bò cứ dưới 60 cân là bao mặc đẹp chị nhá. Quần cải quy. Chị Nguyễn gái inbox lại cho bên em nha. Quần X cho em nào. Xả từ 450 còn 230 tình yêu nhá. Em chuẩn bị lên mẫu quần khác này. Ôi quần này đẹp dã man, quần này có đúng 10 cái thôi. Xả 170.000 này. Quần này có đúng 10 cái thôi, bao đẹp cho tình yêu luôn. Quần này là quần 1084 này. Em sẽ lên quần 1084 nha tình yêu nhá. Quần trắng bên trên kia này có giá là 150.000 tình yêu nhá. Áo khoác bò số điện thoại để bên em lên đơn hàng ạ. Em sẽ lên quần khác này. Quần X này của em nó đang bị đến. Cứ thấy hoa, tím, cứ để tím. Trời ơi, cái mã quần này đẹp quá. Cái mã quần này có 10 cái thôi này. Em sẽ lên một cái mã quần có 10 cái thôi này. Trời ơi, quần này đẹp quá trời luôn. Các tình yêu ơi, quần này nhà em xả 170 này. Ok, 1084 bắt đầu chốt này. 2 size SM. Có chính xác là 8 cái nhá, 8 cái quần này này. 1084 bắt đầu chốt cho em, 2 size S và size M. Siêu đẹp luôn. Em lên áo này màu khác màu đen. Bắt đầu chốt cho em 1084 này, chốt một lần là có đơn hàng. Ôi trời ơi, đẹp dã man. Xả 170 ạ, xả 170. Nhanh tay đặt hàng giúp em 1084 này. Các anh yêu nhà 1084 giúp em. Mọi người không biết mình mặc size gì, có để lại cho em chiều cao cân nặng có số điện thoại bên em chốt nhá. Trời ơi, quần này toàn quần xuất Quảng Châu loại 1 thôi, và em chỉ bán cho chế nào chia sẻ livestream thôi nhá. 1084 này, chốt nhanh tay giúp em 1084 cộng số điện thoại để bên em chốt đơn hàng, số lượng không có nhiều. Co giãn tình yêu nhá, quần ôm mà không co giãn thì em sao mặc được chị ơi. Tất nhiên phải co giãn rồi ạ.
1084 cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Xả có đúng 10 cái thôi, chưa đến 10 cái đâu ạ. Nhanh tay là hàng giúp em xả 170.000. 170.000 em này, trời ơi bao đẹp luôn. Ok, mặc màu đen nha, màu be nha. Ok, 1084, nãy giờ em xem bao nhiêu cái rồi, em bắt đầu chốt lại này. Em bắt đầu chốt 1084 này, em mặc áo vào đã nhá, xong em chốt này. Cháu ạ. 1084 này bắt đầu chốt này. Ôi siêu đẹp luôn. 3 size SM, 2 size SM. Chia sẻ livestream nha, chỉ bán cho Chế là chia sẻ livestream. Và áo em đang mặc là áo 868 này. Ôi giời ơi, hết rồi sao ấy, các chế em đặt nhiều quá. Em bắt đầu chốt này, chốt từ trên xuống dưới nha. Em bắt đầu chốt 1084 này. Chốt 1084 cho chị Lai Sunny này, cho chị Be Be Trần này, cho chị Minh Như Trần Thị ạ, cho chị Trần Thu Hiền này, cho chị Nhì Nhằng Lắm này, cho chị Linh Liên này. Rồi nha, ok, cho chị Nam Lê, cho chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh hết rồi ạ. SV là không không cho nó cho mấy tên chị đấy là sao hết, chị Chi Nguyễn này, chị Đỗ Thảo này, ok nhá, hết nhá tình yêu nhá. Em qua mẫu này quần này hết rồi nhá. Hết rồi tình yêu nhá, không có nhiều đâu ạ. Em qua mẫu này, trời ơi quần này đẹp quá tình yêu ạ. Không mua quá là đáng tiếc, em xem còn mẫu gì nữa không nhá. Áo em đang mặc áo 68 nhá, có trắng đen vàng, à trắng đen đỏ. Trắng đen này. Quần này của em chỉ còn size SM này. Quần này chỉ còn size SM xả 150 này. Quần này chỉ còn size SM xả 150 này. 61691 này, mã 691 nhá. Mã 691 xả 150 còn size SM này. Sáu chín một này, hai size SM này. Toàn là quần sứt Quảng Châu loại một tình yêu nhá. Nóng quá. Quần treo hoa kia của em tầm 52kg đổ à, 52-53 cân đổ lại mặc vừa nhá. 691 này. 691 chỉ còn S thôi tình yêu ơi. 691 chỉ còn S này. Ok, quần bò theo hoa bên em đang chốt rồi em. 691 này còn S thôi ạ. Xả 149.000 quần này. Em còn tầm 7 cái ạ. 7 cái 691 nha. 7 cái 691 này. Không chị Anh Huỳnh ơi, không mặc vừa đâu nhá. Hết mất rồi ạ. Em qua liên tục các mẫu em xả rẻ thôi mà. Quần em đang mặc là quần 691 tình yêu ơi, xả 149.000 ạ. Nóng quá. Nào 691 này, chỉ còn S 150 ạ. 150.000 quần này nha. Và áo em đang mặc là áo 68 này. Qua một áo khác nha. Nào áo quần 691 ạ. Xả 150.000 tình yêu ơi. Quần Chanel em xả 230 chị Phương nhá, tí sẽ lên lại ạ. Nhanh tay là hàng giúp em là quần 691 nha. Áo một size co giãn 60 cân vẫn mặc vừa chị nhá. Một size co giãn 62-63 cân vẫn mặc vừa. Nhanh tay là hàng giúp em là quần 691 này. Xả 149.000 tình yêu ơi. 149.000 còn tầm 5 cái này, 5-6 cái này size S ạ. 149.000 quần này tình yêu nhá. 691 ạ, còn tầm 4-5 cái thôi. Hết quần boy mèo tình yêu nhá. Quần áo ánh còn nhá chị Thái Thị Vân Thanh Vân ơi. 699 nhá, 691 44 cân mặc vừa thì Thảo Đinh nhá. 691 xảo cho 50.000 ạ.
Quần 691 cho em ạ, 149 qua mẫu luôn này. Qua mẫu quần X này, qua lại quần X nha, các tình yêu nha. Nhục lắm, ngồi đấy anh đi làm á. Kể cả khách đang ăn mà khách nó ăn xong đi tắt mà nó hết thức ăn cũng phải ra bưng bưng vào. Xong lúc trước thì về đói quá, khách ăn cửa thì ở lại ăn. Kiểu vừa dọn ra ăn đấy, bốc cái gì ra, toàn tập cảm. Ngày xưa em cũng thế. Em thế. Thật. Đây. Em khách Quần jean theo em xả từ 650 còn 230 luôn ạ. À. Lá sẽ lên lại ạ. À. Quần X cho em ạ. À. Đưa chị kéo không bỏ. Ok, chuẩn bị lên quần theo hoa này. Lúc em mặc thì không ai chốt. À. Quần đóng bánh là 220 tình yêu nhá. Ai chốt cho em quần này luôn, em là quần X nha. Quần X xả với giá là 230. Nhanh là giữa em nha, quần X không còn nhiều đâu, còn tầm 3-4 cái em xả nốt thôi. Ai lấy áo khoác bò không, mình giữa em áo khoác bò 180 tình yêu nhá. Alo à? Quần chung như thường em xả 230. Chị inbox cho em đi, em đang livestream. Quần này quần H823 nha, H823. Áo khoác bò 180 tình yêu ơi, xả 180.000 áo khoác bò này nhá. Ai lấy không mừng cho em áo khoác bò ạ. Qua đây toàn nhân viên mới, anh tính được đây thôi, nhưng nếu không có nhân viên cũ thì không chẳng tính lương chứ bạn có đâu. Bởi vì ngày xưa nó làm 2 tháng trời, nó lương cũng chỉ 10 tiếng, không chẳng bỏ máy được, quá sướng. Tính của nó để... Áo em đang mặc đây là dưới 60 cân đều có thể mặc vừa nhá. Và quần em nào là quần X ạ. À? Ai lấy không mình dây là quần X cộng số điện thoại để mấy em lên đơn hàng. À lấy cho chị quần vải. Đã hết đúng quần vải bên kia. Thì sao lại em mệt thế nhỉ? Mệt lắm. Ok ạ, à, ai lấy áo khoác bò không mình dây áo khoác bò nhá. 180.000 một em áo khoác bò ạ. À. Và quần X em đang mặc đây xả với giá là này, ở bên lạ bên quầy bên kia mà. Quần vải hơi to hơi đẻ. Ở bên quầy bên kia. QV1. Đây này. Tao hết đây này. Ơ nhưng mà ở bên quầy bên kia đâu? Thì bảo treo bỏ ra chứ bị lại bỏ ra à? Nói thì biết cứ ra sao mà lấy đi còn gì nữa. Nào áo khoác bò của em đang mặc là 180.000 tình yêu nhá. Ai lấy không một dây áo bò ạ? À? Áo bò 180 siêu đẹp luôn. Và quần em đang mặc quần X này, xả từ 450 còn 230. Ok, em sẽ lên lại mã quần theo hoa một lần cuối cùng này. Quần theo hoa của em thì chỉ còn có đúng. Chị ơi em không mặc lại nữa đâu, chị Nguyễn Thị nhá. Chị Hồng nhá, chị Hồng Hạnh nhá, tí nữa xem lại like giúp em bởi vì là em qua mẫu rồi ạ. Em lên lớp mẫu này này. Mẫu này của em còn ít thôi này. Mẫu này của em nãy giờ chốt thì chắc còn tầm 5 cái này. 5-6 cái quần theo hoa này nhá. Từ 650 này. Kèm thắt lưng luôn. Xả còn 230 mà em chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ live stream thôi nhá. Đẹp dã man luôn các tình yêu ơi.
kẹp thắt lưng luôn, hàng chuẩn luôn, 650 sale còn 230. Ai lấy áo bò thì nhanh tay comment áo bò, và ai lấy quần theo hoa thì comment cho em quần theo hoa cộng size cộng số điện thoại, hai size SM, chất co giãn siêu nhiều, và đây là hàng chuẩn luôn, hàng đẹp luôn. Cho chạy mày đi gọi đấy. Ai lấy quần theo hoa bắt đầu chốt này, hai size SM. Quần theo hoa đây tình yêu ơi, kèm thắt lưng luôn, xả có 230.000. Ai mua một lần của em mình nhớ đời luôn, nhớ cả một đời quần này luôn nhá. Hoa bắt đầu chốt cho quần theo hoa này, bắt đầu chốt cho quần theo hoa cộng size số điện thoại này. Quần này của em tầm 52 cân đổ lại mặc vừa này, có 2 size SM, 52 cân đổ lại mặc vừa. Quần theo hoa cộng size số điện thoại giúp em. Quần theo hoa cộng số điện thoại với em lên đơn hàng này. Ok, bắt đầu chốt rồi đấy ạ. Xả 230, từ 650 còn 230 nhá. Cho các chế nào chia sẻ live stream dưới 52 cân là đều có thể mặc vừa quần này. Bởi vì chất rất là siêu co giãn tình yêu nhá. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Thắt lưng kẹp thắt lưng luôn. Ở đây hàng chuẩn này, 650 xe còn 230, số lượng thì không có nhiều đâu. Các chế chốt nhanh giúp em bởi vì là các chế không... Em đang mặc size S tình yêu nhá. Mặt chất vẫn co giãn rất là nhiều này. Đấy, các yêu thấy không ạ? Co giãn cực kỳ nhiều và chốt cho em nào. Chỉ có duy nhất, chỉ có không có 2 size 28, chỉ là size SM thôi. Đánh từ 25-26 tình yêu nhá. Đánh 25-26, size 26 là size M, 52 cân có thể mặc vừa. Chứ quần xuất nó không giống như quần Việt Nam may lại các tình yêu nhá. Đừng nghĩ là quần Việt Nam may lại nhá. Bởi vì đây là quần xuất, đừng lại hỏi em là có size 30 mấy không, có size 29 không. Quần xuất các tình yêu đã đánh từ 25 ạ. Quần đấy đánh từ 25-26-27. 27 nó đã là rất là to rồi các tình yêu nhá. Bởi vì đây là quần rất chuẩn luôn. Quần Quảng Châu loại 1, chất siêu co giãn. Có những quần ấy ạ, size 26-25 mặc đã rất là rộng rồi. Size 25 có khi nó đánh đã bằng tầm 29 của quần Việt Nam may rồi nhá tình yêu nhá. Bởi vì quần Việt Nam may lại chuyên gia là may rất là form rất nhỏ và lại co giãn rất là ít. Tình yêu nhá. Tiền nào của đấy thôi thì em lại bán chuyên hàng xuất của chuẩn Quảng Châu. Các tình yêu nhá, chứ nhà không phải là kiểu form nhỏ, cho nên rất là khó. Nhiều khi các tình yêu cứ đặt cho em quần 29, quần 30, 31. Nhưng thực chất ấy, các tình yêu mặc những quần xuân này nó chỉ rơi vào tầm size M thôi. Đã có thể mặc vừa rồi. Siêu đẹp luôn. Cái giờ chốt chắc cũng hết rồi ạ. Áo khoác bò em đang mặc 180 nhá. Quần đeo hoa bắt đầu em chốt này, chốt cho chị Nguyễn Thị Huệ này. Chốt cho chị Đào Hoa Đăng này, chốt cho chị Linh Nhi này. Chốt cho chị Anh Thi Bùi Nguyễn này. Chốt cho Linh Thỏ là chốt cho chị Linh Nhi nha, Linh Thỏ, Linh Nhi này, đúng rồi, ok các chị này. Cho các một lần là có đơn là cho chị Lila nha. Ok các chị ạ, à, hết rồi nhá, quần này em hết rồi ạ. Quần này em chỉ có vài cái em sốt, xả lốt thôi. Chất thì siêu có giãn rồi, rất là thoải mái, mặc thoải mái luôn, em cũng tầm 49 rồi. Bây giờ chắc em phải 49-50 cân rồi ấy. Mặc, đang mặc, ok thảo mộc nhá. 50m50 mặc được ạ, mặc vừa chị Nguyễn Thơm nhá. Trời ơi, xả từ 650 còn có 230 em nói thật nhá. Các tình yêu mà đi ra những cái hỏi quán hỏi em không, em thề các tình yêu không ở đâu nó bán tầm dưới 500 luôn. Không ở đâu bán dưới 500 quần này luôn. Đây ạ, xem mác hộ em cả, xem tem mác này. Xem tem mác này, xem thắt lưng này. Đấy nhá, kèm thắt lưng luôn các chế nhá. Và nhà em thì xả với giá là 230.000 quần này thôi. Hết rồi, có 10 cái thôi ạ. Lên quần vải xanh, đưa quần vải xanh đi. Lấy áo, cởi hết áo 3B4 ngủ hò đi. B4 đấy biết không? Cái áo cộng tay hưu xì ấy. Nhiều. Vai tối qua dã man như thế. Đi nhầm bên trời đất ơi. Ok Nguyễn Thơm này. Em lên quần vải nha các tình yêu ơi. Các chị ơi, các chị yên tâm là các chị tự động lên đơn nha. Em còn quần ở ngoài, lát em sẽ lên ạ.
xả quần này nhá. Áo B4 này, nó mặc lại xả 99.000 này. Xả 99.000 áo B4 mặc bây giờ nhá. Siêu đẹp luôn các chế ơi. Quần này nó mặc quần QV1 này. QV1 149.000 ạ. Trời ơi, màu nào cũng đẹp luôn, màu nào cũng sang. Và áo này mặc áo B4 nha. Trời ơi, đẹp quá trời. Chia sẻ live stream cho em nào. Áo em đang mặc đây ạ. À. Áo em đang mặc đây là 99.000 B4 nhá. Quần là 150.000. Quần xả 150.000, bao đẹp luôn, hàng chuẩn form đẹp. 3 size SML. Quần đầu tiên mã K và áo đầu tiên là mã B5 nhá chị nhá. Đây là B4 này, B4 giúp em. Nào dơ dơ đủ màu quần cho chị về. Áo trắng này là áo B5 ạ. À. Ai lấy áo này không còn giúp em. B5 có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. 6 màu tình yêu nhá, 6 màu. B5 em xả 99.000 này. Quần có đen tình yêu nhá, quần này. Quần này nó mặc đây nha. Quần này nó mặc quần vải ạ, à. Quần vải là quần QV1 ạ, à. Mã đặt là QV1, có tất cả là 4 màu. Màu xanh, màu vàng, màu đen và màu sữa. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Và áo đây có màu đen không? Đấy, màu be ở dưới nữa. Dưới thử. Thế thầy đấy, ở bên ngoài túi đây. Đây đây không? À, màu be ở ngoài đã treo đâu. Còn màu đen nữa, lấy lớp màu đen của cái áo này ra đây em. Các anh ơi, ai lấy mẫu này thì comment giúp em là áo B. Áo B4 nha. B4 có tất cả là 6 màu. Không phải cái đấy đâu, B5 cơ. B5 chứ không hết được màu đen đâu. À, B4 cơ mà. Đôi giày em đang đi thì không bán rồi. QV1 giúp em này. Có tất cả là màu sữa này, màu đen, màu vàng và màu xanh. 150.000 bắt đầu chốt cho em. QV1 ạ. À. Cộng màu của số điện thoại để bên em lên cho nàng. Trời ơi, màu xanh sang quá. Áo em đang mặc áo B4 nha. B4 99.000 tình yêu ơi. QV1 giúp em ạ. 149.000 quần này nhá. Em cao 1m65 và bạn 48 cân nhá. Mặc S ạ, đang mặc S ạ, đang mặc S hay sao ấy. Đang mặc S tình yêu nhá. QV1 không được một lần là các tình yêu có đơn hàng ạ. Ok, B4 giúp em lại, B4 của em này. B4 99.000 này, siêu đẹp luôn. Đỏ, vàng, hồng, be đen, trắng. B4 giúp em này, bên em đang lên đơn tự động rồi nhá, siêu đẹp luôn. Cháu ra chụp ảnh với vợ đâu. Cháu ơi đẹp nhỉ. B4 giúp em tình yêu ơi, B4 nha. B4 cộng màu số điện thoại và quần em đang mặc quần QV1 này. Có màu sữa, màu đen, màu vàng và màu xanh nhá. Sữa đen vàng xanh ạ. À. Không vừa chị Hoàng San ơi. Chị Hoàng Sen ơi, không vừa rồi ạ. Quần vải dáng bét ghi đấy chị Hương Cú Đinh nha. Quần vải dáng bét ghi đấy ạ. Siêu đẹp luôn. Xả với giá là 149.000 nhá. Và áo em đang mặc đây là có tất cả là 6 màu.
màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu nút và màu đen. Màu nào cũng đẹp. QV1 cộng màu cũng sao dưới điện thoại. Lên comment một lần là có đơn chị ơi. Chị Minh Thư Trần Thị nha, không phải comment nhiều đâu ạ. Quần em đang xả với giá là 149.000 ạ. Đưa áo màu màu hồng. Em đây áo B4 màu hồng nha. Không treo này không. Chưa về đâu chị Kelly Hoa đây ạ. Chưa về đâu chị Kelly Hoa nha. Comment giúp em nào. Áo này B4 này, trời ơi B4 hồng siêu xinh luôn. QV1 này, QV1 quần em đang mặc nha, 150.000 4 màu. Áo B4 giúp em 99.000 này. Các tình yêu ơi, áo em đang mặc áo B4 nha, 99.000 xả này. Đủ màu luôn, trắng, đen, nút, vàng, đỏ ạ. Các chị ơi, chị sao gian gì ơi, chị không biết mình mặc size gì, có thể để cho em chiều cao cân nặng để bên em tư vấn trực tiếp cho chị, chứ chị hỏi em size nào bao nhiêu cân với cả em mặc bao nhiêu cân mà chị vẫn chưa biết là chị mặc size gì, thì tốt nhất là chị lên để lại cho em chiều cao cân nặng của chị kèm số điện thoại để em chốt cho chị, còn không em không biết tư vấn cho chị kiểu gì nữa ạ. Ok chị Yến Su nha. Áo comment xem áo B4 ạ. B4 là 99.000 và quần em đang mặc là 150.000 nhá. Em lên màu quần này màu khác này. Em lên quần màu sữa nha. Em lên quần màu sữa nha tình yêu ơi. Quần QV1 cho em ạ. 3 size SML. Siêu đẹp. 62 cân vẫn có thể mặc vừa, bon chen thoải mái. Chia sẻ livestream cho em nha. Quần em đang mặc quần QV1 ạ. QV1 có 4 màu nhá. Màu đen, màu vàng, màu xanh và màu be ạ. Màu nào cũng đẹp luôn, màu nào cũng sang nhá. 150.000 là áo B4 99.000 này. Ok, bên em đang lên hàng rồi. Áo B4 em đang mặc đây nha, siêu đẹp luôn. B4 em đang mặc có hồng này, trắng này, đen này, nút này và đỏ này. Quần em đang mặc xả 150.000 nhá, quần QV1 này có 4 màu ạ. Siêu đẹp luôn. Tất cả đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi các chị nhá. Quần em đang mặc đây. Được nha chị Bodinh ơi, đặt luôn bộ xuồng ở đây cũng được ạ. Áo em đang mặc đây là áo B4 nhá. Chị Trang ngốc chưa không mình xem là B4 hồng. Cộng số điện thoại bên em chốt đơn hàng. Em qua màu này, đưa chị màu đen. Đưa chị cái đen này. Làm người lấy đây. Phải từ tí nữa phải.
Phượng Còi Còi ơi, em mặc quần xanh rồi ạ. Ok, chốt cho. Ok, chị Mai Ca comment trên cùng một dòng với em nhá. Ok các chị ạ. Quần em xả 150 và áo em xả 99.000 nhá. Quần 150 và áo 99.000 siêu đẹp luôn. Quần QV1 cho em. Các chị ơi, đặt hàng nhanh tay giúp em nha. Quần QV1 và áo B4 ạ. Áo B4 em đang mặc đây nha, siêu đẹp luôn, đủ màu. Áo em đang mặc áo B4 tình yêu nha. B4 này có đen này, trắng này, nút này, hồng, vàng, đỏ. Bộ xương 199 nha chị bé Dĩnh nha. Co Dĩnh nha. Bên em đang lên đơn cho các chị rồi. Và quần em đang mặc đây là quần QV1 tình yêu nhá. QV1 của em có be này, xanh này, vàng, trắng, màu ẩm. Be xanh, vàng, đen, màu nào cũng đẹp, 450.000. Và áo em đang mặc là áo B4 ạ. Về rồi chị Ngô Lan Anh nhá. Chị Ngô Lan Anh ơi, về rồi nhá. Về đủ màu rồi ạ, màu đen, màu cam, màu nút. Quần của em đang mặc là quần QV1 ạ, đủ size SML tình yêu nhá. Quần em đang mặc đủ size ạ, 62 cân vẫn mặc vừa. QV1. Ok các chị ơi, chốt cho em nha. Chị Lan Ngô trên số điện thoại nào. Ok Ngô Lan Anh ạ. Ok chị ạ. Nào áo em đang mặc là áo B4 nhá. B4 siêu đẹp luôn. 99.000 một em áo B4 này. Nhanh tay đặt hàng giúp em. B4 này có đen này, có trắng, có nút, có hồng, có vàng, có đỏ nhá. Lấy cho chị nước. Ok các chị chốt đơn cho em nha. Chị Trang Ngốc yên tâm ạ. Yên tâm là có đơn mọi người nhá. Yên tâm là mọi người chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi. Ok chị Milo Trần comment được cú pháp cho em là B4 đen và quần là QV1 sữa ạ. B4 đen và QV1 sữa giúp em nhá chị nhá. Ok quần sữa ạ, comment cho em là QV1 ạ. QV1 của em có sữa xanh vàng đen ạ, màu nào cũng đẹp luôn. Chụp bộ này rồi đúng không? Ok các chị nha, bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Siêu đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động các chị nhá, không cần phải spam comment, em không cần phải comment quá nhiều đâu ạ. Và áo của em đang mặc đây là áo B4 này, có đen, trắng, nâu, hồng, vàng, đỏ, màu nào cũng đẹp luôn. 99.000 một em. Và quần em đang mặc là quần QV1. QV1 của mã đặt hàng là QV1 và chia sẻ livestream để bán mua với giá là 149.000 ạ. Bộ của em đang mặc đây chị Milo Trần ơi, chị em viết đúng cú pháp cho chị Milo Châu Trần nhá. Chị lấy cái áo này là B4 đen và quần QV1 sữa. Bên em ok chị cứ comment như thế, bên em lên hơn, bên em sẽ ghi cho chuẩn. Không sợ lại gửi nhầm hàng không chị thì tách việc lắm ạ. Áo của em đang mặc áo B4 nhá. Và quần em đang mặc là quần QV1. Ok chị Mino Trần ạ. B4 đen ạ. B4 có đen này, trắng này, nút này, hồng, vàng, đỏ. 99.000. Và quần của em đủ 3 size SML các tình yêu nhá. QV1 xanh, đen, vàng, đỏ, xanh, đen, vàng, sữa, màu nào cũng đẹp. Em sẽ lên màu vàng tình yêu nhá. Các tình yêu ơi, bên em đang chốt đơn hàng QV1 cho các tình yêu rồi. Ok, em sẽ mặc thử luôn màu vàng bây giờ đây ạ. Em lên màu vàng các tình yêu nha, thử vàng luôn này, QV1 giúp em này. Lan Anh đi du lịch phát chặt mẹ lên luôn. Thôn 6 cạnh Thanh Nội, Quảng Nam, Phượng, Thanh Hà, Hội An này. Mong lấy nhiều 210. Đôi bốt, bốt đen à? 210 là bốt đen đúng không? 8. Ừ, đúng rồi. Mật dậy. Bóc phốt, tí bóc phốt luôn. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi. Becky đấy chị ạ, quần là Becky chị nhá. 60 cân vừa quần này chị nhá. Quần này có size cho đến 60 cân luôn ạ. Size L là lớn nhất chị Thuy Võ nhá. 62 cân vẫn có thể mặc vừa ạ.
Còn QV1 giúp em các chị nhá, các chị chỉ không một lần thôi là bên em sẽ tự động lên đơn cho các chị rồi, các chị nhá. Alo ạ. Áo này áo B4 các tình yêu ơi. Trời ơi, màu vàng đẹp. Vàng xanh. Tắt luôn này, tắt luôn này. Siêu đẹp luôn. Dạ. Dạ. Tinh tinh em chị nhận hàng rồi á. Hỏi phép. À không chị ơi, trên khu vực em vẫn đang có một đơn hàng của chị 210.000 của chị ạ. Ok, B4 của em đang mặc là có kèm thắt lưng luôn ạ. Quần là quần kèm thắt lưng chị nhá. Quần này là quần kèm thắt lưng chị nhá. Quần QV1 ạ. Và áo B4 nhá. B4 của em có màu đen này, màu trắng này, màu be này, màu hồng này, màu vàng, màu đỏ. Có bạn giao cho chị rồi á. Vâng, bạn này vô cùng nào chị? Em mẹ em ở bên khu vực thành phố Hội An. Vâng, em ở bên khu vực thành phố Hội An. 50 cân vâng ạ, mặc mò giúp em chị nhá. 55 cân mặc lò giúp em chị ơi. Và chị nhận hàng rồi ạ. Vâng, vâng. À không, đơn này của chị vẫn đang ở đây chị ạ. Em thấy vẫn đang ở đây và có địa chỉ thông tin của chị. Xong em sẽ lên lại quần xanh chị nhá, đợi em một chút ạ. Quần em là quần QV1 ạ. QV1 của em có 4 màu, màu vàng, màu sữa, màu xanh và màu đen. Một xả 149.000 kèm thắt lưng luôn. Và áo em đang mặc đây là áo có màu be này, màu trắng, màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Còn màu gì chưa treo? Màu đen. QV1 giúp em nha. Ok, bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. QV1 quần xả 150.000 ạ. Áo B4 của em có tất cả là mấy màu cơ, các chị nhớ comment cho em ạ. B4 cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em là lên đơn tự động cho các chị rồi ạ. Áo em xả 99.000 một cái thôi chị nhá. Quần em xả 149.000 ạ. 149.000 có vàng này, sữa này, xanh và đen. Áo bên em đang chốt đơn hàng cho các chị rồi nha. Chốt cho em là QV1 ạ. QV1 của em có màu vàng, màu sữa, màu xanh và màu đen. Xả với giá là 149.000. Và áo em đang mặc áo B4 này. B4 của em có màu be này, màu đen, màu trắng, màu hồng, màu vàng và màu đỏ. Quần có 4 màu chị nha. Màu vàng, màu xanh, màu sữa và màu đen ạ. Màu nào cũng đẹp các chị nhá. Nhưng cái đàn hàng giúp em là quần QV1. Mã đàn hàng là QV1 ạ. QV1 giúp em chị nha. Áo là 99.000 một cái thôi ạ. Áo 99.000 một cái chị nhá. Có 3 size SML ạ. Chị Minh Mít lấy B4 màu gì ạ? Ok các chị nhá, 55 cân có size mặc vừa, các chị nhá yên tâm ạ. Có 60 cân vẫn có size mặc vừa cơ ạ. 62 cân, 65 cân gọn người vẫn có thể mặc vừa tình yêu nhá. QV1 giúp em tình yêu ơi. 149.000 một em quần này cho ai chế nào chia sẻ live stream này. 42 cân mặc S vừa đẹp luôn chị Ngân Thanh nhá. 42 cân mặc S vừa đẹp luôn, chuẩn đẹp luôn. Ship từ 30.000 đến 35.000 chị nhá. Ok, bên em đang lên đơn cho các chị, để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại rồi ạ. Quần em đang mặc là xả với giá là 149.000 chị ơi, có 4 màu, màu vàng, màu đen, màu sữa và màu xanh, màu nào cũng đẹp. Còn nhá chị Vũ, ơi em còn ạ, bên em còn nhá. Chốt cho em quần vải đen này, quần vải vàng, quần vải đen này, QV1 đấy ạ. Màu sữa, màu xanh ạ. 150m, 57 cân mặc vừa chị Ngọc Bảo nhá. Chị Ngọc Bảo mặc size L giúp em ạ. Mặc size L là vừa, thoải mái vừa luôn đấy ạ. Ok các chị ạ. QV1 của em có này, xanh này, vàng này, sữa và
đen xả với giá là 150.000, chỉ áp dụng có tình yêu nào chia sẻ livestream. Nhà em là hàng chuẩn, may form dáng chuẩn luôn có tình yêu nhá. Và áo em đang mặc là áo B4 ạ. Comment đúng cú phát tên là B4 này cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Còn dạ ngắn nhé chị Phương Thúy ơi. Em sẽ lên thử một mẫu dạ các chị nhá. Ok, QV1 vàng cho bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. QV1 cộng màu số điện thoại nhá. Ok các chị ạ, bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Ok, thử xanh nhá, thử xanh một lần cuối này. Em thử xanh một lần cuối cùng nhá. Ok các tình yêu ơi, không mình chỉ cần để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại, bên em tự động lên đơn rồi, không cần phải em ok cho ai cả nhá. Còn dạ ngọc chị nha, còn dạ ngọc ạ. Nhà em không có tráng trễ vai đâu ạ. Có thì em sẽ like chị nhá. Áo dạ em đang mặc đây là xả 230 chị ơi. Xin hỏi có phải số chị Nguyễn Vi không ạ? À vâng, chị Nguyễn Vi em Facebook 130 nhận, chị nhận hàng bên em chưa? Xe rộng của chị. Thì chị đặt mẫu gì thì em gửi cho chị đúng mẫu thôi ạ. Chị đặt mẫu gì ạ? Chị lấy mẫu gì ạ? Nhưng mà chị đặt mẫu gì ạ? QV1 xanh đây tình yêu nha. Màu vest màu đen, vâng, chị bao cân ạ? Sao lại không lấy? Vô lý này. Đặt thì phải lấy chứ. 57, 58 cân thì là chị đặt mặc xanh mờ. Kêu rộng á? Rộng hay làm sao? Kêu rộng. 57-58 cân chị mà ơi, kêu rộng. Chị ơi, chị đặt rồi thì chị phải chịu trách nhiệm lấy chứ. Đặt hàng thì phải có trách nhiệm chứ. Vợ em là 57 đấy. Nói phét. Thôi. Ừ vâng thì... Thôi không cần, không cần đâu, bắt chị giả đầu hai đầu cước là được. Hàng đang không có mà bán. 56 57 cân mặc size M là quá chuẩn. Mà muốn cái gì nữa? Sao lại thử lấy nhỏ chị? Em đã cho chị kiểm tra hàng xem đúng đủ mẫu hay không bây giờ. Thật. Mà cái bộ đấy là quá là rẻ rồi, mang lên vào nói nhá. Chị này em có thật nhé, cái bộ đấy sale nhé, còn không có hàng mà bán ấy. Ồ, nó tắt luôn rồi này. Bóc phốt luôn đấy. Tên là gì ấy? Tên là Nguyễn Vy. Alo. Bên em đang chốt đơn hàng cho các chị rồi nha các chị nha. Mẫu vest dài thì phải. Mà lại còn được hàng lần đầu cơ. Không có hàng mà bán. Được hàng lần đầu cơ. Hẳn thật đấy. Mà cái bộ đấy xả mình xả rẻ chứ có phải là ấy đâu. Mà tận 57 cân. 57 cân cao 1m63 mà size M quá hợp. Quá là vừa người, kêu rộng. Nó lý do ấy. Phần QV1 giúp em có tình yêu nha. QV1 của em có xanh này, có đen này, có sữa này. Chồng nhắn tin cho nó quả. Chồng kiểm tra, chồng thử tìm nick cho đấy ra. Các tình yêu ơi, chốt cho em.
em chốt cho em quần QV1 nha. Tình yêu ơi, bực mình quá tình yêu ạ. Có khách xem hàng các tình yêu ạ. Xem hàng xong bây giờ thử lên người nó không nhận hàng. Kêu là rộng, mà trong khi 57 cân mặc size 57 58 cân mặc size M kêu rộng, chắc đây nó chỉ là lý do thôi các tình yêu ạ. Nhiều khi mà hàng nhà em xả hàng nó không có mà bán. Cái bộ vest nhà em xả có 250 tình yêu ạ. Chất thì bao đẹp rồi, nhà em không bàn tán về chất, nhưng mà thực sự nhiều khách rất là buồn cười. Mặc lên người chán chê rồi, ông kêu là không vừa. À, kêu là rộng mà trong khi bà ấy 58 cân, em nói thật 58 cân thì nó quá là béo luôn. Còn nhà em thì là không cho xem hàng bao đẹp cho các tình yêu rồi. Còn thực sự là các tình yêu đặt hàng rồi, các tình yêu phải có trách nhiệm với cái đơn hàng đấy đúng không ạ? Đặt hàng rồi là phải nhận đơn hàng chứ ạ. Bây giờ này lấy về bảo là rộng. Chị cái này là cái gì? Quần em đang mặc là có 4 màu nha. Đây là màu sữa. Khách ở Hà Nội à? Ờ. Gọi lại em nào. 49 cân mặc mờ được chị nhá. 49 cân mặc mờ được ạ. Quần em đang mặc là xả 149.000 nhá. 149.000 QV1 ạ. Có màu xanh này, màu sữa, màu đen và màu vàng nhá. Mọi người ơi, em xin phép kết thúc livestream ở đây nha. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ em rất là nhiều đấy ạ. Cảm ơn các chị nha. Giờ thì em xin phép là kết thúc livestream để nghỉ một chút nhá. Rồi tí nữa em sẽ lên mẫu các mẫu mới hot hết nhà em nhá chị nhá. Cảm ơn các chị ạ. Cảm ơn các chị đã ủng hộ bên em nhá. Chị Phương Thúy ơi, chị đã xem like của nhà em mấy ngày hôm nay, em đã like cái mẫu dạ ngắn rồi mà giờ vẫn chị vẫn bảo em like lại thì em cũng không hiểu là phải like đến như thế nào nữa. Bởi vì em chắc chắn là chị đã xem like nhà em chị mới biết là có cái mẫu dạ ngắn, và em chắc chắn là chị đã phải xem đến tầm 2-3 lần rồi. Cho nên là thực sự là đến bây giờ mà để mà like lại thì cũng chả giải quyết vấn đề gì với chị. Chị có thể xem lại like của em, like cũ mà chị đúng không ạ? Còn thực sự là đã xem like rồi, đã biết là đấy là mẫu dạ ngắn rồi mà vẫn còn bảo em like lại nữa thì em cũng không biết là phải diễn tả như thế nào nữa chị ạ. Ok chị Nguyễn Khương nhá, chị để lại cho em số điện thoại luôn ạ. Mọi người ơi, em xin phép kết thúc live stream nhá. Hẹn các tình yêu ở buổi live stream sau ạ. Mọi người nha.